Chào chào bác ạ. Vâng, chào bác chú. Cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, bác đang ở đâu? Tôi là Phạm Thị Tâm, năm nay tôi 64 tuổi. Dạ. Tôi ở xóm 1, Phù Đê, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam. Bác tâm sự con biết về ngoài ngày trước bác bị làm sao? Ngày trước đầu tiên là tôi cảm thấy là đau đầu gối. Dạ. Thế là sau khi đó là tôi cũng có đi chụp chiếu ở bệnh viện vài ba lần. Dạ. Và tôi con tôi nó mua cho tôi thuốc của Mỹ. Bác đi chụp chiếu ở viện, các bác sĩ kết luận bác bị làm sao? Kết luận tôi là bị thoái hóa khớp. Dạ. Thoái hóa khớp thì tôi theo như thế thì là con tôi nó mua thuốc về cho tôi. Dạ. Thì tôi uống là điều trị là hai lọ thuốc của Mỹ nhưng không dạ. khỏi. Dạ. Sau khi đó tôi lại đi chụp chiếu và tôi điều trị ở xuống bệnh viện và tôi nhờ cháu tôi ở bên Nhật nó mua là cái thuốc sụn cá mập và dạ. thoái hóa khớp nhưng mà dạ. tôi uống không thấy khỏi. Nhưng vừa rồi là tôi có đi cộng hưởng từ thì nó tìm ra bệnh là của tôi là bị hồng đĩa đệm và thoát vị đĩa đệm L4, L5 dạ. và thoái hóa mỡ, rồi là vôi gai đốt sống L1. Dạ, thế là trong thời gian đấy tôi ngủ rất là khó khăn. Con bác được kể con biết về cái tỉ mỉ, cái sự đau của cơn đau của bác như nào? Cơn đau của tôi là như là chân tôi rất là buồn bực, chẳng hạn như tôi ngủ ở trên giường thế này thì tôi xoay ra, nghĩa là chân tôi cứ dựng lên trên tường, dạ. xoay hết góc gọn góc kia, mà nếu mà nằm thì nằm trong tư thế như là kiểu người bắn súng chân co chân duỗi. Dạ. Thế mà coi như là đêm thì mất ngủ, có khi là 4-5 giờ sáng mới chợp được mắt. Dạ. Và đến lúc mà nếu như mà nấu cơm thì đứng, một chân thì đứng, còn một chân kia chân đau thì là dạ. gối lên chân như này, còn nằm võng thì cũng phải là một chân dựng lên tường. Dạ. Thế là sau khi đó là tôi đau đớn mà tôi không biết là làm cách nào mà tôi tìm thuốc đâu. Thế là thời gian vừa rồi thì là vừa đấy con bác đau như vậy kéo dài bao thời gian? Quanh là suốt 5 năm. Dạ. Suốt 5 năm. Thế mà tôi uống thuốc của Nhật, của Mỹ, rồi là tôi có đi lên Vân Đình là người ta bấm huyệt cho tôi đấy. Dạ. 3 ngày nhưng mà khi chưa bấm thì tôi còn không đau, nhưng mà từ khi bấm huyệt về là tôi đau nhiều. Dạ, tôi đau nhiều thì coi là tư tưởng của tôi nó cũng phân tán, là tôi rất là sợ là tôi như là sợ như bị liệt ấy. Bây dạ, giờ vâng. người cao tuổi rồi mà. Sau khi ông về nhà thuốc thì ai mách bác đến nhà thuốc cùng con? Chúng tôi là con dâu tôi nó đi làm với một cô ở trong Bài Lâm. Dạ. Thì nó có kể với tôi là bạn con nó uống thuốc mà nó mang ra ngoài công ty nó uống mà nó khỏi rồi. Dạ. Thì hôm đấy thì tôi cũng cứ chờ ngày là nó đi làm ca buổi chiều thì buổi sáng nó cho tôi đi lên. Thì chúng tôi hai mẹ con đi lên là nhà bác sĩ đấy. Dạ. Thì bác sĩ Thạc thoan gì đấy. Thì là tôi có lấy về là theo như lời bác sĩ nói từ ban đầu ấy, là uống trong vòng 4 năm thì khỏi. Nhưng mà khi bắt đầu tôi về tôi uống thì đến ngày thứ hai là tôi đã cảm thấy là bệnh của tôi nó hầu như là nó đã đỡ được một nửa. Tức là mới đầu thuốc là uống 4-5 ngày nó giảm, đúng không? Tôi uống đến ngày thứ hai là tôi đã thấy xuyên giảm rồi. Dạ, vâng. Thế là tôi uống hết 10 thang thì dạ. tôi cảm thấy là nó đã giảm được 70-80% rồi. Dạ. Thế là tôi yên tâm, thế là không còn cái tư tưởng là về bệnh tật này khác, nên là tôi lại tiếp tục tôi lên tôi lấy lần hai để vâng. về tôi uống. Tổng cộng bác điều trị nhà thuốc mấy tháng đã bác khỏi hoàn toàn? Là 4 tháng rồi. 4 tháng. Từ đó đến bác khỏi được bao nhiêu thời gian rồi? Tôi khỏi được 1 năm nay rồi. 1 năm nay rồi. Vâng. Hiện tại bác còn đau nữa không? Không, tôi vâng. nghĩ là có đau nhưng mà đau được bất chợt thôi. Ví dụ như là hôm nọ tôi đi đám ma về. Dạ. Đi thì không sao nhưng mà khi tôi về bắt đầu chân ở đầu gối tôi nó cứng chân luôn. Dạ, đau. Vâng. Đấy. Sau mấy hôm lại có hết không bác? Tôi uống xong là lại khỏi luôn. Dạ vâng. Dạ. Con hỏi thêm, ngày trước bác điều trị nhiều nơi không hiệu quả? Không vâng. có hiệu quả cả thuốc đấy, cả thuốc nước ngoài đấy. Dạ vâng. Cháu nó mua cho đấy mà. Ngày trước bác điều trị thì tổng cộng là nhiều nhà thuốc đúng không? Không hiệu quả. Nhiều nhà thuốc mà tôi cũng chưa uống thuốc nam bao giờ cả. Dạ. Tôi toàn là uống thuốc tây. Vâng. Nhưng mà tôi đi tiêm thì tôi tiêm 3 lần đi tiêm là dạ. mỗi lần một mũi thôi, nhưng mà tôi thấy nó giảm luôn. Dạ. Thế là sau khi đó tôi thấy nó giảm rồi thì tôi lại đi thôi, không tiêm nữa, nhưng mà người ta nói là thuốc tây nó bị giòn xương. Dạ, nên vâng. là tôi mới chấm dứt. Nhưng mà nghe tin là con tôi nó bảo nó uống thuốc nam thì tôi cũng bảo thôi được, mình ra đồng mình uống cũng được. Thế là tôi mới quyết định là tôi lên tôi uống thuốc nam. Bây giờ bác làm việc bình thường chưa? Làm việc bình thường. Chẳng hạn giờ bác có đau nó không? Không đau. Không đau. Vâng. Ngày trước bác đau nhiều, kéo dài về ngày, về đêm nhiều? Ngày thế chú ạ. Dạ. Ngày thế những đêm, nghĩa là nó buồn bực chân nhá. Nếu chẳng hạn như ngồi như này là phải dậm cái chân như này. Tê chân. Tê chân nó buồn lắm. Còn nếu mà đi nó mà đau á, nó đau ở cái đầu gối này. Dạ.
dưới mắt cái là nó nghĩa là nó đau, nó buốt cơ. Dạ. Bây giờ bác làm việc bình thường nhiều đúng không? Làm việc, tôi làm việc bây giờ bình thường rồi. Không còn đau nữa. Vâng. Nên là bây giờ là tư tưởng của tôi là yên tâm là thuốc đã đúng bệnh, đúng người. Bác khỏi được 1 năm rồi. Vâng. Ngày trước bác điều trị nhiều nơi không hiệu quả. Nhiều nơi rồi. Đấy, cả lúc đó bác đau nhiều, bác đi lại được bình thường không? Tôi hay nằm võng. Dạ. Đau nhiều thì tôi nằm võng. Thế nằm võng thì nó đau buồn bực thì tôi cứ gác chân lên tường đấy. Dạ. Thế lúc thì chán nằm võng tôi lại xuống ghế tôi ngồi thì là nó cứ đau chân thì tôi cứ lấy chân rung rung như này. Dạ vâng. Đấy. Hiện tại bác còn phải chống chân, phải hai chân gác lên nhau như dạ. này. Hiện tại bác khỏi 1 năm rồi. Vâng. Chẳng lẽ bác còn đau nữa không? Không. Vâng. Hôm nay con xuống phỏng vấn hình ảnh của bác thì bác cảm nhận nhà thuốc con điều trị có hiệu quả không? Tôi cảm thấy thuốc của chú là như là tôi như là gặp trời phú cho. Dạ. Nên là may mà tôi lại gặp được chú mà tôi chữa được cái bệnh này. Dạ vâng. Tôi rất là xin là cảm ơn chú vâng. là đã cho tôi được cái liều thuốc mà tôi đã chữa khỏi bệnh. Dạ vâng. Bây giờ phần cái tư tưởng thì là tôi yên tâm. Bác bây giờ ăn ngủ ngon còn đau được không? Không. Không đau. Không đau. Vâng, mà ngủ ngon lắm. Ngủ ngon. Vâng. Hôm nay con xuống phần phỏng vấn hình ảnh của bác thì con đã cảm bác và chúc bác gia đình mạnh khỏe. Và con cảm bác là cho con ghi hình về quá trình điều trị thoái cuộc sống thoát vị đệm phình đệm và thoái hóa mỡ kết hợp với gai thoái khớp gối đúng không ạ? Vâng. Bác bây giờ hiện tại bác làm việc bình thường chưa? Vẫn làm việc bình thường chú. Không còn đau nữa. Không còn đau nữa. Vâng. Thay mặt là thuốc thì con cảm bác. Vâng. Con chào bác ạ. Vâng. Chào chú. Vâng. Con chào bác. Bác chào cháu. Bác cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, bác đang ở đâu? Họ tên bác là Trần Thị Thông. Dạ. Ở xóm 1 chợ Dầu, Thượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam Ninh. Hôm nay con xuống phỏng vấn hình ảnh của bác thì bác kể con biết và tâm sự về quá trình ngày trước bác bị làm sao? Ngày trước là tự dưng là bác bị đau từ một bên người. Dạ vâng. Xuống mãi chân. Bác đau ở bên nào nhỉ? Bên trái. Dạ. Đấy, thế là đứng thì nó dừng đau lắm, không cơ thể nào mà đứng được. Cơn đau của bác kéo dài về đêm nhiều, về ngày nhiều hay là nghĩa là lúc nhiều? Nào cũng thế. Vâng. Nó kéo đêm như ngày. Bác đau ở bên nào nhỉ? Bên trái nhiều. Sau khi bác đau nhiều như vậy, bác đi chụp chiếu điều trị ở đâu không? Đau như thế là bác cũng đi lên viện 103. Dạ. Bác chụp thì họ bảo là thoát vị cái đệm. Vâng. Đấy, thế là thôi chứ bác không lấy thuốc ở đấy. Bác kể con biết về cái cơn đau của bác và triệu chứng đau điển hình nhất của bác như nào? Cơn đau, triệu chứng đau thì là bác đấy nó có cứ quay là nó cứ rứt mà nó đứng thì nó dừng mà nằm nó cũng đau, vâng. Không dở mình được. Đi lại khó khăn nhiều mà. Đi lại, đấy đứng là nó dở còn không đi được ấy. Dạ. Đi leo cầu thang là phải chụp, à là phải vịn. Vâng. Đấy thì lúc là... Lúc bác leo thang rất là khó khăn đúng không? Khó khăn lắm, không leo được. Cái cơn đau nó chạy trong cơ thể bác về chân bên nào nhiều hơn? Toàn ở bên trái hết. Dạ vâng. Đấy, toàn lúc đó bác đau như vậy thì kéo dài về đêm hay về ngày nhỉ? Đêm cũng như ngày. Dạ. Đại ý là lúc nào nó cũng thế. Nó cũng đau dứt thế chứ không lúc nào là nó ngừng. Dạ. Đêm ít hay là ngày ít hết. Lúc nào nó cũng duy trì dạ. là lúc đau nhiều. Lúc đó bác đi lại khó khăn nhiều không? Khó khăn lắm. Không đứng được, không dạ. đi được. Chủ yếu là cứ nằm đấy nhưng mà cứ nằm nghiêng thôi, không giở mình được. Dạ. Có nghĩa bác chỉ nằm nghiêng một bên. Chỉ nằm nghiêng, không nằm thẳng, không dở mình, không nằm ngửa, không dở được. Thế đã, dạ vâng. Bác đã nói là bác không thể dở mình được. Cơn đau của bác thì kéo dài bao nhiêu ngày? Đau đấy coi là chục hôm thì là bác lên viện 103 bác chụp chiếu. Vâng. Thế là họ giới thiệu cháu đấy, thế là dạ. bác hỏi thăm địa chỉ là đi vào trong cháu lấy thuốc thôi. Sau khi về nhà thuốc của con thì được nhà thuốc điều trị những pháp như nào? Điều trị thì cháu cho thuốc về sắc uống rồi thuốc bó đấy vâng. thì là cháu nói thế nào thì về mới bác đầu bệnh tình của bác có đau lên hay giảm luôn? Mới đầu uống vào thì thấy nó đau, nó tăng vâng. đấy về cơn sau đau nó còn nặng hơn lúc chưa được trị không? Nặng hơn vâng. thấy nó đau tăng thì về bác sau đau mất mấy ngày? Độ 2 ngày. Hai ngày đấy. Bác uống thang thứ mấy bệnh tình bác giảm dần? Bắt đầu uống lên thang thứ 3 thì cảm thấy dần dần nó dịu vâng. nó chuyển biến ngay vâng. cơn đau chạy xuống hông xuống chân là giảm rất nhiều? Giảm. Vâng. Thấy nó nhẹ hẳn đi. Thế là đấy, thế là cứ tổng cộng thì bác điều trị nhà thuốc mấy tháng bác khỏi hoàn toàn? À, độ 4 tháng. Vâng. Đấy, uống thuốc của cháu là 4 tháng. Ngày trước là bác điều trị mới đầu là bệnh tình đau lên. Thì lúc đó tư tưởng của bác có thấy hoang mang và khó chịu không? Không, họ nói chuyện là cứ uống thuốc mà tăng lên thì về sau nó sẽ giảm, nó nha khỏi nhanh. Dạ vâng. Thì là cùng bác cũng cứ thế uống thôi, chả có cái gì hoang mang. Dạ vâng. Tổng cộng thì bác điều trị 4 tháng nhà thuốc đúng không? Đấy, 4 tháng. Thoát vị đệm mà đau hình toạn. Là bác từ đó bác khỏi được mấy năm rồi?
khỏi được 2 năm rồi. 2 năm. Hiện tại bác cháu nhà bác còn đau được không? Không, bây giờ khỏi rồi. Cái nghề nghiệp của bác là bác làm nghề gì? Bác thì làm ruộng thôi. Dạ vâng. Chả làm gì. Bây giờ bác bưng bê vác nước làm đồng áng là bình thường. Bình thường. Đấy cái lúc mà đau ấy, ôi giời bác nhá. Xách cái gì nặng coi không thể xách được. Vâng. Không làm được một cái gì, bê một cái song nặng cũng không bê được. Dạ. Đấy. Thì là lúc đó bác đau nhiều và không bê được cái gì đâu. Không bê được cái gì. Đi lại chẳng đi ăn. Không cũng còn không đi được. Dạ. Lúc đó thì bác đi bác có nạch nhiều người không? Nạch vì nó dồn đau một bên thì không đi được ấy chứ. Dạ vâng. Chỉ túm cái chỗ cầu thang là túm đi mà không đi được. Có nghĩa bác đi cho nên cầu thang là bác phải vịn. Vịn mà phải người dắt ấy. Lúc đó tư tưởng của bác có thấy hoang mang và chán nản được bệnh tật của mình không? Lúc đấy cũng no chứ. Chỉ sợ vào làm sao thế này nó liệt thì chết. Dạ. Chỉ nghĩ như thế thôi. Thế xong là đấy mới lên viện 103 chụp chiếu thì là xong là về lấy thuốc của cháu chứ không điều trị thuốc Tây. Vâng. Không điều trị ở đâu. Thế cháu mới hỏi. Tại sao bác không điều trị thuốc Tây? Bác là bác không ưa cái thuốc Tây. Dạ vâng. Đấy, là cứ thích là cái gì ốm đau thế toàn là điều trị thuốc Nam. Vâng. Không bây giờ thuốc. Bác hỏi là 2 năm rồi thì con xuống con phỏng vấn hình ảnh của bác. Thì trong suốt 2 năm đó thì bác dùng bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc của con không? Không. Vâng. Từ ngày đấy là chả uống thuốc nào nữa. Khỏi hẳn. Vâng. Bây giờ bác có đau được không? Không. Chả đau. Vẫn bình thường. Vâng. Bây giờ vẫn đi cấy đi kiếp vẫn bình thường cả. Dạ, vâng. Đấy. Hôm nay con xuống phần hình ảnh của bác thì bác cần những thuốc con điều trị bệnh của bác còn hiệu quả không? Quá hiệu quả đấy. Dạ, vâng. Bác khỏi bệnh thoát vị này mà đọc hình tọa như này bác có mừng không? Mừng quá chứ. Vâng. Rất là mừng đấy. Dạ, vì mình đang tự dưng là nó lại phát ra một cái bệnh không biết là bệnh gì nữa. Dạ. Thế là đấy phải đi bệnh viện chụp chiếu. Dạ. Thế là thôi xong là họ nói chuyện thì bác nghĩ là uống cái thuốc Nam nó tốt, nó dạ. Khỏi là nó khỏi hẳn, nó khỏi dạ. Lâu. Chứ điều trị thuốc Tây thì như con dao hai lưỡi. Dạ vâng. Đấy, nó khỏi nhưng mà đến lúc nó lại ra bệnh khác. Dạ. Nên là bác cũng không dùng thuốc Tây. Dạ vâng. Thế là cứ thuốc Nam bác uống đấy, thế là uống của cháu không biết là hai lần là 4 tháng đấy, 4 từ tháng từ đó khỏi được 2 năm rồi. Thế bây giờ bác công việc đồng áng bác làm bình thường chưa? Vẫn làm tốt. Dạ, không có đâu. Gì đấy lần đấy nó ngày đau trước mà. Là bác đau như vậy bác đi lại sinh hoạt hàng ngày là rất là khó chịu đúng không? Không đi được ý. Dạ. Không đi lại được ý. Nằm đâu nằm đấy mà nằm chỉ nằm nghiêng thôi, nằm một bên thôi. Đứng lên ngồi xuống khó khăn không bác? Đứng lên ngồi xuống khó khăn. Dạ. Đâu bảo nằm mới bắt đầu đấy là thấy hiện tượng của nó là nó đau quá đi không đi được xong là bê cái gì bắt đầu nó chói. Dạ. Dừng một bên chân đây là bác chói ở cái điểm nào nhiều nhất? Điểm đây là điểm ngang lưng xong nó dồn xuống dưới chân. Dạ. Đấy. Đứng là nó dồn xuống chân không thể nào mà đứng được. Dạ, vâng. Hôm nay con xuống phần hình ảnh của bác thì bác bị thoát vị đệm và tập hình toại nó điều trị tổng cộng 4 tháng nhà thuốc và từ nay bác khỏi được 2 năm rồi. Thay mặt là thuốc thì con cảm bác là cho con ghi hình quá trình thực tế điều trị khỏi thoát vị đệm đau hình toạn. Còn là chào bác và chúc bác lại bình mạnh khỏe. Thế thì bác cũng chúc cháu coi là cứ duy trì làm sản xuất ra thuốc để cứu vớt các bà con khổ sở. Dạ vâng vâng. Con nếu mà bác mà có bị thì bác cũng chỉ có vào trong cháu thôi để cắt dạ. Thuốc đấy. Nếu mà quay trở lại thì chỉ vào đấy. Vâng, trong 2 năm này bác không còn đau rồi chưa? Không. Thì 2 năm rồi bác không còn đau, bác yên tâm thì bệnh của bác sẽ ổn định và hỏi rất đấy, lâu đấy ạ. Thì bác cứ nghĩ là nếu mà giả sử sau này nó mà có bị quay lại như thế thì dạ. Bác lại vào đấy bác lấy thuốc. Dạ, chứ vâng. Không đi đâu nữa, uống chỗ nào là chỉ uống một chỗ thôi. Cứ điều trị linh tinh thì nó không được hay. Dạ vâng. Đấy. Hỏi câu thần là 2 năm qua bác không còn đau nữa? Không. Làm việc bình thường nhỉ? Làm việc bình thường, không đau. Không biết mỏi. Đau thì có mà lại vào đấy lấy thuốc chứ đau dạ, thì vâng. Chịu được à? Dạ vâng, con chào bác nhá. Dạ. Bác chào con. Dạ. Cháu chào cô ạ. Cô chào cháu. Hôm nay cháu muốn ghi hình ảnh lần thứ 2. Về quá trình ngày trước cô điều trị bệnh tại nhà thuốc. Trước tiên cô cho con biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, cô đang ở đâu. Tên cô là Ngô Thị Nà, cô ở xóm 3 Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Vâng. Đấy, cô chưa 2004 đấy, 2004 là cô bị đau ngang thắt lưng, giảm vâng. Xuống hông thì rồi xuống bắp chân rồi nó xuống tận cả mắt cá ấy. Dạ, vâng. Thế thì là cô đi
khám thì đến bệnh viện huyện thì người ta bảo là cô bị đau thần kinh tọa. Dạ vâng. Thế thì cô cũng điều trị là uống thuốc ở đấy, là mang thuốc về uống là chục hôm mà dạ vâng, không thấy chuyển. Dạ. Thế thì cô lại đi xuống bệnh viện tỉnh thì người ta cũng bảo là đau thần kinh tọa rồi sao ạ. Thế cô ra bệnh tỉnh cô có điều trị ở viện không? Cô không, cũng lại chỉ lấy thuốc thôi. Người dạ ta bảo đau thần kinh tọa thì chỉ lấy, họ ta cũng bảo kê đơn thuốc cho mình, xong là mình lấy thuốc về uống thôi. Dạ. Đấy. Thế thì về uống thì nó cũng chả khỏi, nhưng mà càng ngày nó cứ thấy càng đau. Dạ. Thế thì là hôm chú bảo là thế thì đi lên trên bệnh viện 143 ấy, thì là dạ, để về chụp chiếu khám xem nó ra làm sao. Thế thì là lên đấy thì là bác sĩ là chuẩn đoán là cô bị thái hóa N4N5 và thoát vị đĩa đệm. Dạ. Thế thì người ta bảo là thế cái này thì phải nếu mà không ấy thì phải mổ ra mà phải nắn vào ấy thì dạ mới khỏi được. Dạ. Thế thì cô bảo thế bây giờ mổ thì bảo phải 70 triệu đấy. Cái năm dạ 2006 đấy là bảo 70 triệu thì cô bảo thế thì làm gì có 70 triệu. Dạ. Thế thì cái con đường điều trị bệnh của cô kéo dài bao thời gian là bao nhiêu năm? 2 năm cháu ạ. 2 năm. Đấy thì cô kể tỉ mỉ hơn cô điều trị ở những đâu? Cô trước là ở dưới bệnh viện huyện này, xong đến bệnh viện tỉnh này cũng không khỏi, xong rồi dạ cô lại quay thì cô uống thuốc nam. Dạ. Đấy. Cô uống thuốc nam ở đâu? Cô uống thuốc nam ở trong Quan Hóa cơ cháu ạ. Dạ. Thế từ ra Quảng Linh. Dạ. IMAX đằng nào cô cũng đì. Sau đó cô có điều trị tiếp ở đâu không? Thế cô thì trước đó ấy. Trước đó cô không. Dạ. Thế xong thì đến lúc lên bệnh viện 403 thì đi đâu người ta cũng bảo đau thần kinh tọa thế. Dạ. Thế đi đến bệnh viện 403 thì người ta bảo là người ta chụp với bác sĩ bảo là bị thái hóa N4N5 đấy, cuộc sống đấy mà dạ nó thoát vị đĩa đệm. Dạ. Đấy, thế thì bây giờ người ta bảo là chính ở viện thì mổ nó, tư tưởng cô có hoang mang không? Cô cũng hãi lắm, 70 dạ triệu cái lúc đấy, làm gì có 70 triệu. Dạ vâng. Đấy, cái lúc sau đó cô có điều trị tiếp ở những đâu không hay là về nhà thuốc luôn? Không, cô không. Thế thì đến lúc về cô mới cô bảo thế này bây giờ thì chạy ở đâu mà được 70 triệu mà mổ. Nhưng dạ mà vâng, người ta bảo mổ thì 50-50. Đấy. Dạ. Thế thì cô mới tình cờ là có cái anh Viêm ở trên Tượng Lĩnh đấy. Dạ. Thế thì anh mới vợ anh mới ngã bị gãy cái kề tay đấy, thế là dạ anh ấy lên đấy anh ấy chữa, lên dạ chỗ nhà cháu chữa thì là anh ấy mới về anh mới mách bảo thế thì chị có đi lên trên đấy xem là có may thì có khỏi. Dạ vâng. Thế thì là cô mới lên nhà cháu thì may quá, thế ông gặp thầy gặp thuốc thì là dạ lúc đó cô lên nhà thuốc được nhà thuốc điều trị như nào? Trên chỗ nhà cháu đấy là bó lá và nắn dạ nắn và bó lá xong rồi dạ cho uống mới đâu được chỉ tại nhà thuốc thì bệnh tình của cô có đau lên hay giảm luôn? Cô thấy đau lên mà dạ uống được độ dăm thang đấy thì dạ là cô thấy đau lên. Dạ. Thế đau lên xong thì nó cô bảo thế này thì không biết thế nào nhưng mà chỗ cháu bảo là uống nó tăng lên thì nó sẽ khỏi đây, nó đau tăng lên thì sẽ khỏi. Dạ. Thế thì là cô lại uống thêm, uống dạ thì cô uống có 20 chén rồi đấy. Vâng. Thì là thấy nó khỏi hẳn mà nắn. Từ đó đến nay thì cô khỏi được bao nhiêu thời gian rồi? Cô khỏi được 13 năm rồi cháu ạ. 13 năm. Thì không thấy nó đau được. Thế hiện tại là 13, trong suốt 13 năm đó, cô còn đau nhức gì không? Cô không đau nhức gì nữa, vâng, cô đi cấy rồi đi làm các thứ chả đau gì nữa vâng đâu. Một trong cháu vào nhà là cô rất là bận việc gia đình đấy. Và cô làm vườn được với cả chăm sóc vật nuôi rất là nhiều. Vâng. Con hỏi một câu tế nhị này. Vâng. Ngày đó cô điều trị tổng là bao thời gian? Và tư tưởng cô có mất niềm tin về điều trị bệnh? Không, cô điều trị trên chỗ nhà cháu này chỉ có hết độ 2 tháng thôi. Vâng. Thế thì uống có hết có 20 chén thôi. Vâng. Đấy, lúc đó trước trong vòng 2 năm đầu lại trước cô đi rất nhiều nơi đúng không? Rất nhiều chỗ thế vâng nhưng mà hết cô kể tìm từng nơi cho con được không? Đấy cô kể là mới là ở huyện sau bệnh viện huyện xong dạ thì xuống bệnh viện tỉnh uống thuốc tây thôi. Thế dạ xong người ta bảo thế thì nếu mà uống thuốc tây thì không khỏi thì lại quay uống thuốc nam thì cô lại lấy thuốc ở trong Quan Hóa ấy. Dạ, vâng. Đấy thì có ông anh ở trong đấy lại lấy cho. Vâng. Thế xong thì chú lại đi ra ngoài Quảng Ninh làm này. Thế thì ở đấy người ta khi nói là có người chữa thần kinh tọa tốt lắm thì lại vâng ra đấy lấy. Thế nhưng mà cũng không khỏi không thì đến là may quá thì là cứ ninh tinh ấy. Xong thì là đến lúc thì may thì là gặp điều trị nhiều nơi không hiệu quả là chán đúng không? Vâng. Dạ. Con hỏi tiếp là trong suốt hơn chục năm đó thì công việc hàng ngày của cô chủ yếu là làm nghề gì? Cô làm ruộng với lại chăn nuôi thôi. Vâng. Đấy, một ngày cứ xách cám 40-50 con lợn. Dạ. Đấy. Mà cô đứng lên ngồi xuống xách cám ha, bình thường cả. Bình thường rồi không cô đi đau, cấy đi kiếp rồi làm bò làm cõi thì không đau gì, vâng, không sức thôi gì đâu. Cái cơn đau lúc kinh tiền nhất bệnh của cô như nào? Là đau xong là nó tê, nó rức xong bắt đầu là cô không dậy được.
Thế nói thì lại chị chú phải nâng dậy để đi vệ sinh đấy. Không, lúc đó không... là mọi sinh hoạt là ai là người chăm cô nhiều nhất? Chú đấy. Vâng. Lúc đau nặng nhất là không đi lại được. Đấy, còn lúc đấy các em nó vẫn còn bé mà, nó không đi lại. Hỏi lúc cô đau mà nặng nhất thì cô không đi lại được. Cô không đi lại được, cô nằm một chỗ ấy. Kéo dài bao nhiêu thời gian? Kéo dài hàng tháng rồi ấy, như thế. Thế thì dở mình cũng không dở được. Nó rức lắm, không dở được. Cái cơn đau của cô đau về ngày, đau về đêm nhiều? Cô đau về đêm nhiều. Ngày thì ít thôi nhưng mà đau về đêm nhiều. Hiện tại là cô tổng khỏi được bao năm rồi? Khỏi à? Khỏi được 13 năm rồi. 13 năm. Trong suốt 13 năm đó cô ngoài điều trị bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc của chúng con không? Không. Hiện tại là tráng nhà trời cô còn đau không? Không, cô chả đau nữa đâu. Cô đứng lên ngồi xuống bình thường rồi. Cô đứng lên ngồi xuống bình thường, cô đi làm bình thường rồi. Hôm nay sau 13 năm cô khỏi bệnh. Thì ngày trước là cô khỏi được 8 năm. Con đã xuống ghi lại hình ảnh rồi. Thì hôm nay con quay lại lần 2 để phỏng vấn tiếp về quá trình thực tế điều trị bệnh pháp vị đệm thoái cuộc sống. Và cô được khỏi kéo dài đằng sau suốt 13 năm đó. Hiện tại cô không còn đau nhức được phải không ạ? Làm việc bình thường được phải không ạ? Cô cảm nhận nhà thuốc con điều trị có hiệu quả không? Nhà thuốc điều trị thế nào có hiệu quả đấy. Mà tôi cứ mách cho bao nhiêu người, ai bị làm sao ông bảo ôi trời ơi, đến tôi cho địa chỉ mà đi lên nhà bác ý. Hôm nay cô thấy cô như này là cháu rất mừng. Và cũng rất mừng cái bài thuốc nhà thuốc điều trị rất hiệu quả. Thay mặt nhà thuốc thì con cảm ơn cô và chúc cô đại gia đình luôn là mạnh khỏe. Và thấy cô mạnh khỏe này là con mừng, rất là mừng nhỉ các bạn. Thế... con chào cô nhé. Vâng, cô chào. Chào.